Chào quý các bạn, vậy là Honda Brio với câu slogan định tầm cao mới vừa mới chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và các bạn có thể thấy rằng là cái phân khúc mẫu xe hatchback hạng A tại thị trường Việt Nam mình càng ngày càng sôi động hơn khi mà càng có nhiều cái sự góp mặt của các đối thủ. Trước đây ở thị trường Việt Nam mình có Geny 10 này, Morning này, và ngay cách đây 1-2 hôm thôi là chúng ta đã có lễ bàn giao của chiếc mẫu xe VinFast Fadil Made in Việt Nam. Còn bây giờ là Honda Brio, một đối thủ cạnh tranh rất là đáng gờm. Mẫu xe Honda Brio của Honda thì có cái mức giá dao động từ khoảng 418 triệu cho tới 452 triệu là phiên bản hai màu. Đây, phiên bản hai màu các bạn có thể thấy này. Ở đây là thân xe màu đỏ này, phối với cả màu đen ở bên trên này. Ở phần đầu xe thì các bạn có thể thấy rất rõ những cái đường nét thể thao đã rất là quen thuộc ở trên những cái mẫu xe Honda hiện nay, ví dụ như là City này hay Honda Ra. Đó, cái nẹp vẫn là ở lưới tản nhiệt, đây vẫn là một cái nẹp nối liền cả logo và cụm đèn pha với nhau màu đen. Ở phần đầu xe của Brio thì không có quá nhiều cái chi tiết chrome sáng bóng ngoại trừ cái logo Honda cỡ lớn ở đây. Hai bên chúng ta vẫn chỉ có đèn pha, cặp đèn pha bóng halogen mà thôi. Ở dưới chúng ta cũng có đèn sương mù. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rõ hơn một chút xíu nữa, tiến sát hơn vào cái phần cụm đèn này các bạn ơi. Ngoài cái đèn pha halogen bóng cỡ lớn ở đây, chúng ta sẽ có một cái giải đèn LED định vị ban ngày ở phía dưới này. Đấy, các bạn có thể thấy không ạ? Nói chung là nếu mà để nói về tính thẩm mỹ tổng thể của chiếc xe này thì Duy cảm nhận là cũng được. Còn đâu anh em, mọi người thấy thiết kế tổng thể sao thì cứ comment những ý kiến cá nhân của mình ngay xuống phía dưới video ấy nhé. Và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe và rung chuông nếu như các bạn subscribe rồi. Kênh YouTube của Autoly để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận nhiều hơn với các mẫu xe. Các cái thông số về kích thước cụ thể, các cái thông số khô khan thì Duy sẽ để ngay phía dưới video để các bạn có thể so sánh rất là kỹ lưỡng với cả các đối thủ ở trong cùng phân khúc đã có mặt ở tại trường thị Việt Nam rồi. Còn bây giờ ngay ở đây thì Duy muốn kể tới là cái chiều dài và chiều rộng của Honda Brio này đang là dẫn đầu ở trong phân khúc, thưa quý vị các bạn. Chiều dài cơ sở thì không được quá nổi trội đâu, nhưng mà chiều dài và chiều rộng thì đang tốt nhất trong phân khúc luôn. Bây giờ chúng ta tiến sang phần ngang đi ạ. Các bạn có thể thấy là trên phiên bản RS này thì Honda Brio thực sự là đang dẫn đầu cuộc chơi với bộ la răng thiết kế đẹp. Được làm phối chất liệu màu phối giữa hai màu đen và màu nhôm phay xước 15 inch. Các đối thủ khác thì là sở hữu 14 inch, có mẫu xe Made in Việt Nam thì là cũng sở hữu 15 inch. Nhưng mà cái thiết kế của Brio thì thật sự là đẹp. Cái gương này, cái gương này rất là to các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy. Gương này trông nó tương đương với cả những cái mẫu xe từ City cho tới CRV, CRV thì đều có cái phần trục gương khá là to này. Nhưng mà mặt gương thì được thiết kế khá là rộng này. Các bạn thấy này, mẫu xe nhỏ mà thiết kế rộng. Ở phần ngang thân xe thì chúng ta có khá nhiều những cái đường gân dập rất là mạnh bạo. Nếu mà để nói về xét về cái độ trường xe thì Duy thấy là nó hỗ trợ khá nhiều ở trong cái mặt thiết kế. Mặc dù là đây là một mẫu xe nhỏ, nhưng mà các bạn có thể thấy rằng đấy, trông cái thân xe nó trường phải không ạ? Với cái bộ body, bộ quay thêm này, ngay ở phía dưới đây các bạn có thể thấy này, trông nó thể thao. Nói chung là gần đây thì tất cả những cái mẫu xe Honda đi theo thiên hướng thể thao khá nhiều. Lốp thì được trang bị là lốp Bottega của Bridgestone. Với cái thông số lốp đây, chúng ta sẽ tìm thông số lốp 185-55R15. Các cái phiên bản thường thì chỉ được trang bị bộ la răng 14 inch mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến xuống phần đuôi đi ạ. Ở bên kia thì có một màu cam thì nó sẽ nổi bật hơn, nhưng mà ở bên nó khá là đông, thế cho nên là Duy xin phép chúng ta chia sẻ nhanh với nhau về cái phần chiếc Honda Brio màu đỏ này đi. Đây, cái cụm đèn này. Đây, các bạn có thể thấy nhá. Gần đây thì tất cả những cái ngôn ngữ thiết kế của Honda ấy, cái phần đèn hậu phía sau đều được làm dạng chữ C quay ngược vào trong, các bạn có thấy rõ nét không ạ? Rất tiếc thì là ở đây chúng ta chỉ có trang bị hoàn toàn là bóng halogen mà thôi. Cảm nhận ban đầu thì khá là chắc chắn đấy ạ. Xe này được nhập khẩu, logo Honda. Các bạn có nhìn thấy cái phần đuôi xe nó đang hơi bị đơn giản quá không ạ? Ngoài những đường gân dập để tạo ra những cái nếp gấp thì Brio có cái thiết kế đằng sau khá là đơn giản. Đây,
logo RS, sử dụng động cơ iVTEC 1.2 lít. Sản sinh cái công suất là 89 mã lực. Cái phần không gian để đồ, đặc biệt là phần không gian để đồ, Duy phải nói thật là nếu như chúng ta hay các bạn nghĩ rằng là một mẫu xe nhỏ không có không gian đồ tốt thì Honda Brio đang làm rất tốt cái điều mà các mẫu xe ở trong phân khúc hạng A hiện tại thời điểm này chưa làm được. Phần không gian để đồ rất rộng luôn. Các bạn có thể thấy với cái phần không gian để đồ này thì Duy khẳng định rằng là với một gia đình nhỏ kèm trẻ nhỏ, hoàn toàn bố mẹ có thể để một cái xe đẩy gập gọn vào đây được, rất thoải mái luôn. Còn đâu cái vali to thì Duy nghĩ là vô tư. Được, cái phần cốp này rất đáng giá luôn. Cái ngoại hình thì không được thực sự bắt mắt lắm đâu. Duy thì Duy thấy nó hơi, nó không được được đẹp thật sự là ấn tượng. Như là như thật ra là các cái mẫu xe ở trong cái phân khúc hạng A này thì rất khó để có được những cái thiết kế đẹp, và đặc biệt là một mẫu xe đến Nhật mà người Nhật thì rất là thực dụng, họ cần một cái không gian bên trong phải rộng, di chuyển ngồi phải thoải mái, để đồ phải sướng. Đây các bạn có thể lấy cái phần cánh gió phía sau được tích hợp đèn led phanh ở trên cao đây. Phần trần nóc xe thì được sơn màu đen làm tăng cái tính thể thao hơn, nhưng mà kể ra mà cái phần bên này mà được thiết kế cái vòm này cũng được sơn khác màu nữa thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn nhỉ các bạn nhỉ. Tay nắm cửa thì hiện tại là Duy chưa thấy các cái núm hay là công tắc hay là điểm cảm ứng để khóa cửa ở đây. Đèn led xi nhan báo rẽ thì chắc là các bạn các mẫu xe bây giờ thì đều có hết rồi. Duy sẽ mở cái nắp capo lên nhá. Mời các bạn tiến ngay vào cái nắp capo này đi. Nói chung là động cơ của Honda thì luôn luôn được thiết kế rất là gọn gàng. Đây, Honda iVTEC, cái công nghệ động cơ của Honda này quá là nổi tiếng rồi. Đây, các bạn có thể lại gần sát hơn vào đây để xem này, các cái chi tiết ở bên trong này đều được là sắp xếp rất là tinh gọn và ngăn nắp. Trông nó không quá là rối mắt. Đây. Các cái phần lưới tản nhiệt rồi kết nước cái nước đây này. Đó, trông cũng ngon đấy. Thật ra là rất là ngon. Nhưng mà nếu mà lại quay lại cái câu chuyện về giá thì chắc là anh em mình sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước khi mà chúng ta vào cái chỗ vị trí ngồi lái này thì Duy muốn nói rằng là cái phần cửa của Honda Brio được mở rất là rộng, giúp chúng ta ra vào rất dễ dàng. Phần táp bi cửa này thì chúng ta cũng sẽ hoàn toàn là chỉ là chất liệu nhựa mà thôi. Có được điểm xuyết thêm bởi một cái đường line màu cam ở đây để làm tăng cái tính thể thao, và cũng như là để làm giảm cái sự đơn giản chúng ta có thể thấy được ở mặt thiết kế. Ở trên cửa thì chúng ta cũng sẽ có 4 cái vị trí để chúng ta mở các cửa kính. Cửa lái này được trang bị xuống một chạm chứ lên là phải giữ. Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS mà thôi. Phanh đĩa phía trước và phanh tăng chống ở phía sau. Chúng ta cũng không có hệ thống cân bằng điện tử. Duy đang ngồi bản RS, bản chưa phải là bản cao nhất, nhưng mà nó cũng là cũng là bản đầy đủ rồi đấy ạ. Vô lăng, bảng táp lô, hết sức đơn giản. Đơn giản đúng như những cái gì mà bên ngoài của Brio thể hiện. Ở trên vô lăng chúng ta không có bọc, ở đây chúng ta không có bọc da. Đây là chất liệu khả năng là nhựa tổng hợp mềm. Cái nhựa tổng hợp này thì chúng ta cầm chúng ta vẫn cảm thấy rất là ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hơi tiếc một chút khi không được chất liệu da. Da thì sờ nó sẽ thích tay hơn. Ở trên vô lăng này chúng ta cũng sẽ có phím bấm để điều chỉnh âm lượng, chuyển kênh hay là chuyển bài hát mà thôi. Nút mode để chuyển chế độ mà thôi, chứ không có đàm thoại rảnh tay, cũng không có bất kỳ một cái phím bấm nào khác cả. Hơi tiếc, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ở trên bảng táp lô này thì chúng ta sẽ có những cái đường line màu cam, cũng là một trong những cái điểm mà để khiến cho cái phần bảng táp lô, phần không gian nội thất của Brio được thêm những cái màu sắc đa dạng, giảm bớt cái sự đơn giản đi.
Chính giữa và trung tâm thì chúng ta sẽ có một màn hình cảm ứng của Sony. Có trang bị kết nối Apple CarPlay chứ an không có Android Auto ạ. Vâng. Và cái màn hình này thì là đi kèm với hệ thống loa của Sony luôn. Đây, Apple CarPlay các bạn có thể thấy ở đây. Tất cả trên cái màn hình này chúng ta cũng vô cùng tối giản luôn. Cổng USB ở đây, điều chỉnh âm lượng ở đây. Rồi là nút home ở đây thôi. Đây, các bạn có thể thấy rằng nút home này, Bluetooth này, kết nối điện thoại này, kết nối điện thoại nhưng mà không có đàm thoại rảnh tay ở trên vô lăng. Cổng USB AUX. Ở đây chúng ta có hệ thống điều khiển điều hòa cũng vô cùng tối giản luôn, với tất cả các cái phím nút bấm này được làm rất là to. Và có một điểm đặc biệt ở điểm này các bạn ơi. Các bạn có thể thấy rằng công nghệ lấy gió trong và lấy gió ngoài của Honda Brio ở đây. Các bạn có nghe thấy rõ không ạ? Vâng, xin giới thiệu các bạn. Đây là công nghệ lấy gió trong và lấy gió ngoài của Honda Brio. Công nghệ này thì luôn luôn bền với thời gian và yên tâm là không bao giờ hỏng. Có chăng lên nữa thì chắc là bẩn vệ sinh đi là được. Các bạn có thể thấy ở phía trước chúng ta sẽ có hai túi khí. Ở dưới đây thì với cái thiết kế, cái ngôn ngữ thiết kế thực dụng của người Nhật thì chúng ta sẽ có khá nhiều những ngăn để đồ. Đây, ngăn để đồ nhưng mà cái phần điện thoại này thì Duy không để, tôi không để được ngang mà chỉ để dọc được thôi. Phía dưới này cũng có cổng sạc tẩu 12V, hai cái khay để cốc và để chai nước. Chúng ta có thể để được chai nước tới 600ml. Tôi muốn chia sẻ với các bạn nữa là tất cả các phiên bản của Honda Brio thì đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT. Không hề được trang bị số sàn đâu ạ. Có lẽ là Honda Việt Nam định vị luôn cái mẫu xe Honda Brio của mình là để dành cho các gia đình và những người phụ nữ hay là những ai có mong muốn nó sở hữu một mẫu xe nhỏ thương hiệu Nhật bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu đi cho địa trong phố, chứ không hướng tới những khách hàng có mong muốn mua xe và để làm dịch vụ. Hoàn toàn là hộp số CVT hết. Không có một phiên bản nào là phiên bản được trang bị số đây cả. Rất đáng tiếc khi so với các đối thủ. Ở đây thì phần phanh tay thì không có bọc da ở đây, chỉ là nhựa thôi. Và không có cái phần bọc nên là chúng ta rất dễ bị dây bẩn và rơi đồ vào đây. Các bạn hãy lưu ý. Rồi, chúng ta cũng sẽ có hộp để đồ ở đây, cũng chỉ là ở mức vừa đủ dùng mà thôi. Tất cả các hệ thống đèn và gạt mưa thì chúng ta đều phải điều chỉnh bằng tay hết và không có tự động, không có auto luôn. Gương ở trên đây, gương kính ở trên đây, gương chính chiếu hậu và chúng ta cũng chống chói tự động mà công nghệ gạt bằng tay. Đây, các bạn có thể thấy là cái tấm chắn nắng này cũng được làm rất là đơn giản. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là đồ của Honda và người Nhật thì sẽ rất là bền. Chắc là nghịch thoải mái không hỏng được. Trên đây chúng ta không có hộc để kính cũng như là tay nắm ở phần trên này. Các mẫu xe khác thì thường sẽ có những cái bản cao sẽ có hộc để kính hay để đồ nhỏ nhỏ ở đây. Sẽ có dây đai an toàn và cái công nghệ dây đai an toàn này cũng là một trong những công nghệ mà được Honda giới thiệu ở trên Honda Brio. Là khi chúng ta gặp va chạm sự cố thì dây an toàn này sẽ tự động được siết chặt và cũng như là túi khí nổ kèm theo là cảm biến sẽ kích hoạt để mở khóa cửa. Honda Brio thì cũng có trang bị cái công nghệ là sau khi di chuyển vận tốc từ 15 km/h trở lên thì tất cả các cửa sẽ được tự động khóa. Thật nào, thật sự là với cái chiều dài và chiều rộng đứng tốt ở trong phân khúc ấy thì các bạn có thể thấy rằng là trong không gian của Brio thực sự là rất là rộng rãi hơn hẳn các đối thủ trong cùng phân khúc luôn. Cái điểm này thì nó phải gọi là đầu bảng của người Nhật, bởi vì là họ rất quan trọng tới cái tính thực dụng ở trong không gian của xe. Nó không có quá nhiều những cái điểm nổi bật để chúng ta phải nói đâu ngoài cái không gian rất rộng cả. Đây các bạn có thể thấy là ghế là chúng ta có được chất liệu hoàn toàn là nỉ, được phối giữa cái chỉ đan quả chám ở đây và những cái đường chỉ màu cam. Đó, cũng có ba tựa đầu. Để chờ Duy một chút, Duy thử xem nào. À, xem nào. Ồ,
chiếc ghế này thì có khả năng gập phẳng xuống được, không phải quá phẳng đâu nhưng khả năng gập phẳng được. Nhưng mà cái phần lưng này thì được làm liền hoàn toàn các bạn ạ. Đây, phần lưng này được làm liền hoàn toàn nhé. Chúng ta phải đưa tay ra hai bên để cùng giật. Wow, trời đất, điểm này thật sự là sẽ hơi mất công đấy ạ, nếu mà trong quá trình sử dụng hơi bất tiện. Khoảng sáng đầu gì còn khoảng 5 phân, khoảng sáng đầu gối thì miên man. Đây anh Minh, nhờ anh Minh chút, anh ngồi đúng cái tư thế chuẩn của anh trên xe, anh cảm thấy thoải mái, để em căn đằng sau xem nào. Đây các bạn có thấy là anh đồng nghiệp có ngồi thoải mái rồi, mà Duy vẫn có cái vị trí ngồi rất là ổn. Mình sẽ đóng thử cửa đi. Nói chung là cửa đóng khá là chắc ấy. Cửa đóng chắc. Chỉ có cái là ở đây chúng ta, các cái mảng ốp ở đây chúng ta vẫn có toàn bộ đều là chất liệu nhựa cứng. Chất liệu nhựa cứng, kê tay này hơi đau ạ. Ở trên này thì chúng ta cũng có nỉ ép. Đây là nỉ ép. Với cái màu nỉ ép màu đen này ấy, thì nó sẽ có một cái lợi là chúng ta sẽ không bị bẩn trong quá trình sử dụng. Nhưng mà nhìn trong cái không gian thì nó lại hơi tối, nó không có cái sự thoáng đãng, bởi vì toàn bộ trong xe nội thất đều là màu tối hết. Vừa rồi thì có lẽ các bạn cũng đã đi một vòng xung quanh cái chiếc Honda Brio này để nhìn toàn cảnh chiếc xe này cũng như là cái trang bị mà mẫu xe này được Honda tích hợp lên trên xe. Và có một cái điểm nữa mà Duy muốn chia sẻ với các bạn là hiện tại thời điểm này ở đây thì Duy đang thấy rằng là cái cột chữ A của Honda Brio thì đang được làm bản khá là dày. Duy đang rất là mong chờ được trải nghiệm mẫu xe này để có thể gửi tới quý vị các bạn những cái đánh giá chi tiết nhất về cảm giác vận hành cũng như là những ưu nhược điểm khi chúng ta vận hành với khối động cơ của Honda 1.2 lít và công nghệ iVTEC. Quý vị các bạn nhớ subscribe kênh nhé, nhớ subscribe kênh để tiếp sau đây sẽ là video đánh giá trải nghiệm Honda Brio. Bây giờ thì tôi xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.